mà mọi người lắng nghe tiếp bộ truyện tranh Vòng bạn bè mạnh nhất của tiên giới, chap 3. Trong nhà đúng là không có con gái, không được mà, em xem, lộn xộn quá. Đúng vậy. Lát nữa chị dọn phòng cho em, hai ta ăn trước đi. À, được. Wow, thơm quá. Bánh nhân rau cần thịt bò chị đặc biệt làm cho đó, ăn cho có sức nào. Ngon không? Ngon ngon. Có bạn gái khéo tay như chị Kiều Kiều, anh tưởng tử thật hạnh phúc. Hai, anh ta thì hạnh phúc rồi. Chị thì không hạnh phúc. Ở cùng người đàn ông tháo vát như anh tưởng tử, sao chị lại không hạnh phúc? Anh ta thì có bản lĩnh gì chứ, anh ta mặc cũng coi là đàn ông được sao? Chị, sao chị lại nói vậy? Anh ta gây chuyện khắp nơi, trước đó còn đánh nhau với người ta bị thương. Chị ở với anh ta 2 năm, cũng chưa từng làm chuyện ấy. Thì ra Tôn Tường Tử yếu sinh lý. Vậy... Tiểu Đường, chị Kiều Kiều. Sao chị Kiều Kiều hôm nay không giống thường ngày? Chắc không phải có liên quan tới Tơ Hồng Nguyệt Lão chứ? Chị không muốn cả đời như vậy, cứu chị đi em ơi. Như vậy không hay lắm, Kiều Kiều. Xin em. Đường Phong, mày không được thừa nước đục thả câu. Không thể. Nhưng chị Kiều Kiều với Tôn Tường Tử cũng là thủ tiết. Nhìn chị ấy chịu uất ức như vậy, chi bằng cứu chị ấy ra khỏi bất hạnh. Kiều Kiều, em sẽ làm chị hạnh phúc.